Đây là cái bát tiểu liễu ha các anh chị, đường kính là 15.7 cm, 15.7 cm. Tình trạng là nó bị vẫy một điểm ở đây nè các anh chị, vẫy một điểm nè, điểm này điểm thứ hai nè các anh chị, điểm này điểm thứ hai, nó có vẫy hai điểm và có một đường tóc này, cái chỗ vẫy này nè các anh chị, vẫy hai điểm và một đường tóc ha. Em xin giao lưu cái bát tiểu liễu này với giá là 800 ngàn bao ship các anh chị ha, 800k bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái bình tàu ha, một cái bình rất là đẹp luôn các anh chị. Một cái bình tàu là ở trước là vẽ sơn thủy ha các anh chị. Đây, vẽ trước là vẽ sơn thủy thiên hạ thái bình. Đây. Bên hông là có chữ luôn nè các anh chị. Đây phía sau là minh văn rất là đẹp luôn ha. Bình này cắm hoa ngày Tết là rất là đẹp ha, rất là ý nghĩa luôn các anh chị. Đây. Em xin đo kích thước ha các anh chị. Đây. Chiều cao của cái bình này là 34 cm anh chị, chiều cao là 34 cm. Đường kính bụng là 52 cm anh chị, đường kính bụng là 52 cm ha. Đường bụng 52 cm là ngay chữ tiền luôn các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn, chôm rất là già ha các anh chị. Đây. Cái bình này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1 triệu bao ship các anh chị ha. 1 triệu bao ship cho cái bình này, rất là đẹp ha các anh chị. Vẽ tay tất cả ha. Mặt sau có minh văn luôn, minh văn bài thơ, mặt trước là vẽ sơn thủy thiên hạ thái bình, còn bên hai bên là có chữ luôn các anh chị mà không biết chữ gì thôi. Đây. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một đây, em xin giao lưu đến các anh chị là một cái tượng Quan Âm gốm lá thiêu ha anh chị. Đây, một tượng Quan Âm gốm lá thiêu độc sắc. Này. Tượng này có chiều cao là 35.5 cm ha anh chị, chiều cao là 35.5 cm. Chôn rất là già ha. Đồ này đồ xưa ha anh chị, gốm lá thiêu, tượng Quan Âm độc sắc. Đây. Đây, phía sau của nó là phía sau của cái bức tượng này là có một cái mộc và có một cái đường tóc ha anh chị. Không phải đường tóc mà cái này lỗi lò thôi anh chị, lỗi lò ha. Rất là già đồ ha các anh chị. Đây, tượng này, tượng Quan Âm này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1 triệu 3 bao ship các anh chị ha, 1 triệu 3 bao ship. Tiếp đến, em xin lên cho các anh chị là một cái bình trà long ẩn và một cái ly gừng rượu ha các anh chị. Đây. Cái này có tình trạng nha các anh chị. Đây. Một cái nhạo long ẩn to và một cái ly tước ha, cái ly này gọi là ly tước ha. Đây. Cái nhạo này là tình trạng là có bị đây, nó bị lỗi lò ha, cái quai bị lỗi lò ngay đây nè các anh chị. Đây. Đồ này đồ chuẩn tàu ha anh chị, mà chỉ là đồ cũ thôi chứ không phải là đồ xưa cổ gì đâu ha các anh chị. Đó. Đồ là đồ phỏng thôi. Đây. Cái ly này nó cũng bị lỗi lò khẽ lò nè các anh chị. Đây. Nó bát giác ha, nó bát giác, ly là ly bát giác. Đây. Bộ này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 350.000 bao ship các anh chị ha. 350k bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cặp nậm ha. Đây, một cặp nậm. Đây, một cặp nậm gồng gốm lá thiêu ha. Gia lưu năm bộ. Cái này mấy con gồng này đắp nổi hết trơn ha các anh chị. Đây, song long chậu nguyệt. Không không, cái này độc long phi văn các anh chị. Độc long phi văn ha. Đây, rất là đẹp luôn. Cái nậm này có chiều cao là 21 cm ha các anh chị. Cái nậm này có chiều cao là 21 cm ha các anh chị. Đây, cặp nậm này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 800.000 bao ship các anh chị ha. 800k cho cặp nậm này. Màu gia lưu rất là đẹp luôn ha các anh chị. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái bình này đẹp lắm các anh chị ha. Một cái bình là long phụng sum vầy ha các anh chị. Đây, một cái bình là long phụng sum vầy. Bên đây là vẽ con phụng nè các anh chị. Đây. Còn bên đây là vẽ con rồng. Rất là đẹp luôn hả anh chị. Bình này là bình bá huệ tôm à, bá huệ tôm hả các anh chị. Bình bá huệ tôm, đồ này rất là đẹp luôn, nó gạn đẹp lắm các anh chị. Đây. Bình này có chiều cao là 25 cm hả các anh chị. Chiều cao là 25 cm. Đây. Đường kính là 13 cm, đường kính miệng hả các anh chị. Đường kính miệng là 13 cm. Đây. Và dòng bụng là 37 cm hả anh chị. Dòng bụng là 37 cm. Vẽ tay rất là đẹp luôn hả các anh chị. Rất là đẹp luôn. Dáng bá huệ tôm hả các anh chị. Rất là đẹp luôn. Đây nó gạn đẹp lắm, đây có mấy cái đường gạn đẹp lắm ha các anh chị. Mấy đường gạn rất là đẹp luôn. Đồ này khoảng có 3-40 năm ha các anh chị. Đồ khoảng 3-40 năm. Đây. Đó. Em xin giao lưu cái bình dán báo huệ tôm. Dán báo huệ tôm, nhưng mà cái này bình này thường thường là báo huệ tôm là bình rất là to ha các anh chị. Còn cái này là nói chung là rất là nhỏ, nó cao có 25 cm thôi mà cái dán rất là đẹp luôn. Đây. Bình này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1 triệu bao ship các anh chị ha. 1 triệu bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái con hạt ha. Em còn lẻ một con hạt duy nhất thôi ha. Đây, con hạt này rất là to ha, tình trạng là lành đẹp.
lẻ con ha các anh chị. Đây. Chiều cao là 43 cm ha anh chị. Chiều cao là 43 cm. Con hạt này em xin giao lưu với giá là 700.000 bao ship các anh chị ha. À, con hạt cởi long quy ha các anh chị, rất là ý nghĩa luôn ha. Đây. Mấy bữa trước em về được cặp, rồi ở đây mua được có một con một à. 700k bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái bình bách hoa Nhật ha các anh chị. Đồ này đồ Nhật chuẩn xưa ha các anh chị. Đồ Nhật chuẩn xưa mà vẽ vàng luôn mới đẹp ha. Đây. Bình này có chiều cao là 36 cm, chiều cao 36 cm ha anh chị. Đây. Dòng bụng là 52 cm, dòng bụng là 52 cm ha các anh chị. Rất là đẹp luôn. Cái này là vẽ vàng ha các anh chị, vẽ vàng. Đây. Mộc là cũng vẽ vàng luôn anh chị. Mộc này là mộc in nổi vẽ vàng luôn ha anh chị. Đây. Bình này tình trạng lành đẹp ha các anh chị, nó mỏng lắm. Nó mỏng lắm. Đồ này là tại vì mình nói là đồ Nhật ha các anh chị. Chứ thật chắc ra đúng luôn là đồ này là đồ Trung Quốc xuất dương ha các anh chị, chứ không xuất sang Nhật. Đó, mình nói thì mình nói Nhật chứ thật chắc ra đúng luôn, nguồn gốc của nó là Trung Quốc xuất dương. Đây, bình này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1.3 triệu bao ship các anh chị ha, 1.3 triệu. Hôm trước làm như em có lên một bình như thế này ha các anh chị. Đây. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái bình tàu ha các anh chị, một cái bình gồng. Đây, bình gồng này là đồ này là đồ bình thành hóa các anh chị, đồ thành hóa nhưng mà đồ này chỉ là đồ cũ thập niên 1970 thôi các anh chị. Đây. Bình này có chiều cao là đây 25 cm ha anh chị, bình này có chiều cao là 25 cm. Bình này bình thành hóa các anh chị, đồ thành hóa. Đồ này khoảng có 40-50 năm thôi các anh chị. Đây, mộc này là mộc chữ quan ha, cái chôm là mộc chữ quan. Cái này là chuyện chìm rất là đẹp luôn các anh chị. Bình này là người ta gọi đúng là bình kỹ thuật ha các anh chị, đồ kỹ thuật phỏng lại thành hóa. Nhưng mà nói chung là nó xưa ha các anh chị, nó xưa chứ không phải là đồ mới ha. Đây. Cái bình này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 550.000 bao ship ha. Đây, 550k bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là đồ mất tiêu rồi. Đây, xin giao lưu đến các anh chị là một cái quán tẩy ha. Đây. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cái quán tẩy tàu. Đồ này là đồ thành phố chuẩn cổ, đồ này là đồ đầu thế kỷ 19 ha các anh chị. Cái này nó niên đại khoảng cũng gần 200 năm. Đường kính là 28.5 cm ha các anh chị, đường kính là 28.5 cm. Ở trong đây là vẽ cargo và vẽ là cúp leo ha các anh chị, cúp leo. Có chiều cao là khoảng có chiều cao là 8 cm các anh chị, chiều cao là 8 cm ha. Tình trạng của nó là lành đẹp 95%. Đây. Ở đây nó có bị đây. Cái này là em mua của lái lại ha các anh chị. Đây. Nó không có bọt nha các anh chị, ở đây là theo cái tư duy của em á là nó sức mạnh dán lại. Theo cái tư duy của em à, theo tư duy của đồ xưa Mai Tôn mà nó sức mạnh dán lại. Nhưng mà người ta báo của em là cái này là nó chỉ bị âm tóc thôi các anh chị, âm nứt ha. Âm nứt vòng cung ở đây. Thật ra thì giờ bên trong này nó chôn dầm kỹ, nếu ví dụ như giờ bên trong này thì dầm kỹ mới thấy được cái đường âm nứt của nó. Đây, còn bên ngoài nè các anh chị. Bên ngoài thì thấy nó gõ hơn tí thôi. Đó. Không có mắc mảnh, không có gì hết trơn ha các anh chị. Đây, các anh chị thử nghe đây. Gõ rất là bình thường ha các anh chị. Gõ rất bình thường. Đây, gõ rất bình thường. Nghe bon bon luôn nha. Còn ví dụ như mà nó mở nó bị nứt hay là nó mắc mảnh hay gì là mình nghe bọp 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 bọp. Đây, con này rất là đẹp luôn. Đây. Rất là bóng ha các anh chị. Cái quán tẩy này thường người ta dùng để rửa tay hoặc là rửa chân ha các anh chị, cho những cái nhà giàu ngày xưa ha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn. Ở trong mặt đây là caro, xung quanh là cúp leo ha các anh chị. Đó. Cái quán tẩy này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 2.5 triệu bao ship các anh chị. Đây, còn cái quán tẩy này là đường kính to và miệng là miệng chẹt ha các anh chị. Còn thường là tình trạng nếu lành đẹp 100% hoặc lành đẹp khoảng cả 98-99% thì người ta cũng bán với giá khoảng có 3.5 triệu tới 4 triệu một cái ha. Nhưng mà không được to đâu anh chị, còn cái này to 28.5, cao là 8.5. 2.5 triệu bao ship ha các anh chị. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái món đồ. Đây. Ây da. Đẹp lắm các anh chị. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cái hũ trà hoặc là cái bình rượu, cái hũ rượu gì cũng được ha, để dùng ngâm rượu cũng được ha anh chị. Đây, cái này là đồ tàu chuẩn cổ ha anh chị. Cái đồ này là đồ chuẩn thanh ha, đồ thanh chuẩn cổ, đồ này là đồ thế kỷ 20. Đây, trên trăm năm ha anh chị. Đồ thế kỷ 20. Nhà Thanh thì nó tồn tại năm 1616, kết thúc là vua Phổ Nghi là 1912 ha các anh chị. Còn cái này là đầu chuẩn đầu 20 ha các anh chị. Đó. Rất là đẹp ha các anh chị. Còn tính bèo bèo thì cũng là Thanh Phổ Nghi là 1912.
tới đây cũng phải trên 100 năm. Đây các anh chị. Rất là đẹp nè, đỏ bon bon các anh chị. Rất là đanh ha. Mà cái này, cái bệnh này có tình trạng các anh chị. Em xin đo kích thước chiều cao rồi xong em sẽ báo tình trạng cho các anh chị xem. Đây. Cái bệnh này có chiều cao là 31 cm các anh chị. Chiều cao là 31 cm. Hồi nãy em cân rồi các anh chị, nặng tới 7 kg mấy 8 kg không? Ginh mỏi tay lắm. Để em đo cái bụng này. Cái bụng là chắc trên mét quá. Đây. Đây, cái bụng là 96 cm ha các anh chị. Bụng là 96 cm là gần 1 mét ha các anh chị. Đây. Cái nắp của nó đây. Cái nắp nó bị vẫy ở đây một tí ha các anh chị. Cái nắp bị vẫy ở đây một tí nè. Đây. Đây. Nó phía trong là lỗi lò ha anh chị, phía trong lỗi lò. Lỗi lò thì nó tại nó vô tình tạo ra một cái kiệt tác luôn anh chị. Nó lỗi lò, nó nhầm nhầm mấy phía trong á. Dạng là cách chị biết không, lúc là người ta đun lò hay gì á, những cái miếng mảnh dư cái ta thảy vô trong á anh chị. Đó, người ta làm biến dục bỏ cái ta thảy vô trong hay sao đấy. Nặng đẹp lắm. Đây. Em xin ginh cái chôn lên cho anh chị xem. Tại cái này bình này nặng tới 7 8 kg là ha anh chị, bởi vì ginh hơi mệt. Đây. Đây. Nó nổi đồi mồi hết trơn ha anh chị. Chôn rất là hút luôn, nổi đồi mồi hết trơn ha anh chị. Nổi đồi mồi rất là nhiều. Lúc trước em về em mấy lúc trước em mua mấy cái bình này được 2-3 bình lắm anh chị. Còn em cũng gửi sàn đấu giá rồi cái này em giữ lại chơi. Rồi nhưng mà tới Tết đến xuân về đâu đó tiền không cánh mà bay, bởi vì em phải giao lưu luôn các anh chị. Rất là đẹp luôn. Đây. Ở sau đây ghi mấy cái chữ gì đây? À, có minh văn ha các anh chị. Tích thì tích chim hoa ha anh chị, tích là tích chim hoa, rất là đẹp luôn. Đây. Cái hũ trà này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 4 triệu bao ship các anh chị ha. 4 triệu bao ship, bao các anh chị là đồ chuẩn ha các anh chị. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái em xin giao lưu đến các anh chị là một cái bình bông long ngư hí thủy ha các anh chị. Long ngư hí thủy hoặc người ta gọi là long hí ngư ha các anh chị. Đồ này là đồ lấy thiêu ha các anh chị. Bình này là khoảng 40 năm, 40-50 năm ha các anh chị. Bình này trước giải phóng ha. Chiều cao là 32 cm ha. Đây. Nó đắp mèn ở dưới chôn nè các anh chị. Đây, trong miệng đây, trong miệng của nó là chám mèn luôn các anh chị. Mèn da lưu ha. Con rồng thì đắp nổi ha các anh chị. Đây, long ngư hí thủy ha các anh chị. Tất cả đều đắp nổi luôn. Bình bông này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 700.000 bao ship ha. 700k bao ship, cao 32 cm, tất cả đều là đắp nổi hết trơn. Chám mèn trong và chám mèn ngoài luôn các anh chị. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái hũ trà ha. Đây. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cái hũ trà tàu ha các anh chị. Đây. Cái hũ trà này là có chiều cao là 19 cm ha, chiều cao là 19 cm. Đây. Dòng bụng là 40 cm ha các anh chị. Dòng bụng là 40 cm. Tích này là tích là Trúc Lâm Thất Hiền ha các anh chị. Tích là Trúc Lâm Thất Hiền ha. Đây có chôm nó có mọc luôn anh chị. Đồ này là đồ Trung Hoa Dân Quốc ha các anh chị. Trung Hoa Dân Quốc đồ này khoảng 5-60 năm thôi. Cái hũ trà này đựng chắc khoảng cũng cỡ ký 2 ký trà ha các anh chị. Đây. Em xin giao lưu cái hũ trà Trúc Lâm Thất Hiền này với giá là 950.000 bao ship đến các anh chị. 950.000 bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái bình trà tàu. Đây. Đây. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cái bình trà tàu. Tích là chim hoa ha các anh chị, rất là đẹp luôn, tất cả đều là vẽ tay, đồ này đồ chuẩn xưa ha các anh chị. Đây. Gạn rất là đẹp luôn. Đây. Chôn này các anh chị, xem chôn. Chôn rất già và hút ha các anh chị, vẽ tay ha. Tích là Hồng Kông ha các anh chị, chim hoa cũng được nhưng mà đúng luôn là Hồng Kông ha các anh chị. Tích là Hồng Kông, dung tích là 1,5 kg ha các anh chị. Rất là mỏng luôn, mỏng te. Đây, mỏng te. Đồ này đồ xưa ha, đồ này khoảng 40-50 năm ha các anh chị. Đây. Đó. Bình trà chim hoa hoặc là tích Hồng Kông này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1,2 triệu bao ship các anh chị ha. 1,2 triệu bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cặp luôn ha. Một cặp cái này là ống đũa ha các anh chị. Xin giao lưu đến chị là một cặp ống đũa lái thiêu. Một cái là độc sắc gia lưu và một cái là màu xanh lục bảo ha các anh chị. Đây. Tình trạng là lành đẹp 99% ha các anh chị. Cái ống bút hoặc là cái ống đũa này có chiều cao là 13 cm hả anh chị, chiều cao là 13 cm. Đường kính là 9 cm hả anh chị. Đồ này là 6-70 năm. Đồ này đồ nam mẫu chuẩn xưa. Đây. Đó. Nam mẫu chuẩn xưa hả anh chị. Đây. Cái này là cái ống bút màu xanh này nè, ở đây là thọ tiên hả anh chị. Thọ tiên, thọ nai.
đây tích là thọ tiên đó. Còn ở sau đây là tích là tùng cò ha anh chị, có hai tích nữa ha, tất cả đều là đắp nổi hết. Đây còn ở đây là bụi tre ha anh chị. Cái ống màu đen, có cái ống màu nâu này rất là nặng nha các chị, nặng hơn cái ống này rất là nhiều, nó chứng tỏ nó già đồ hơn ha. Đây ở đây là hoa cúc nè các anh chị, ở đây là trúc đây đó. Cái này là lõi lò, cái này là lõi lò hả anh chị. Đây em xin giao lưu cặp ống bút này với giá là 900.000 bao ship các anh chị ha, 900k bao ship. Tiếp đến em xin giao lưu đến các anh chị là một cái bình bông hay là một cái hũ gì nè các anh chị, tích là kỳ lân tống tử ha các anh chị. Đồ này đồ tàu chuẩn xưa ha các anh chị. Đây ở sau đây có hai cái chữ nè, hai chữ cát tường hay chữ gì đó các anh chị. Tình trạng là lành đẹp 99% ha các anh chị, lành đẹp 99%. Đây ở dưới đây là chôn hai dòng ha, hai dòng là Khang Hy các anh chị, nhưng mà đồ này là chỉ là đồ cũ đồ xưa ha các anh chị, khoảng có 40-50 năm thôi. Đây cái họng ở đây, cái này là lành tích ha các anh chị, em cũng không biết có cái nắp đậy vô hay sao đây đó, nhưng mà em thu sao thì em bán vậy ha. Đây cái hũ này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 500.000 bao ship ha, 500k bao ship cho cái hũ này. Tiếp đó em xin lên cho các anh chị là một cái hũ sành lê ha anh chị. Xin giao lưu đến các anh chị cái hũ sành hoặc là cái chum lê ha. Đồ này là đồ chuẩn cổ ha anh chị, bao các anh chị là chuẩn nhà lê. Đây. Chiều cao là 17 cm, chiều cao là 17 cm ha các anh chị. Đây. Dòng bụng là 55 cm, dòng bụng là 55 cm. Tình trạng cái này là lành đẹp 99% luôn anh chị. Những cái đồ này là những cái đồ vớt ha các anh chị, chuẩn đồ vớt ha. Đây. Nhà lê ha các anh chị, nhà hũ lê á các anh chị. Cái hũ sành lê này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 850k bao ship các anh chị ha, 850k bao ship. Em xin giao lưu đến tiếp cho các anh chị là một cái dầm giang tay bọc đồng nha các anh chị. Một cái dầm tàu giang tay, đồ này đồ giang tay ha các anh chị. Đây. Bọc đồng nha, viền đồng ha. Cái dầm này dầm trà ha các anh chị. Hồi sáng em bán được một bộ một cái dầm và 5-6 cái chung, còn dư được cái dầm này. Cái dầm này có đường kính là 18 cm hả anh chị. Dầm này đường kính là 18 cm và chiều cao là 3 cm hả anh chị. Dầm này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 400.000 bao ship ha, 400k bao ship cho cái dầm này. Đây. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái dĩa ha. Đây, một cái dĩa Nhật ha các anh chị. Mấy cái cây mất tiêu hết trơn rồi. Đây em xin giao lưu cho các anh chị là một cái dĩa Nhật ha. Đồ này vừa vẽ vừa in ha các anh chị, thường là Nhật in hết trơn, còn cái này là có vẽ tay ha anh chị, vừa vẽ vừa in. Đồ này là đồ 70-80 năm ha, đồ này là đồ chuẩn xưa, Nhật chuẩn xưa ha các anh chị. Đây tích là vẽ là phong cảnh thì cái này là vẽ Nam Bộ hay là vẽ là cảnh đồng quê ha các anh chị. Cái này nữa vẽ nữa in ha các anh chị. Cái dĩa này có đường kính là 24 cm, đường kính là 24 cm. Em xin giao lưu với giá là 650.000 bao ship các anh chị ha, 650.000 bao ship. Tiếp đến em xin lên, em lấy mấy món đồ động á, lấy gì đây. Đây tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái ống đạn ha, ống đạn 40 ly. Đây. Ống đạn cái này mình cái này người ta dùng, người dân của mình là sưu tầm mấy cái này hay là chế tác lại từ những cái ống đạn 40 ly á các anh chị. Dùng cái này là dùng cái làm cái ống đũa ha các anh chị, dùng để làm cái ống đũa. Đây. Cái ống đạn này có chiều cao là 20 cm ha anh chị, chiều cao là 20 cm và đường kính là 8,5 cm ha các anh chị. Đây. Ở đây có khắc là chùa một cột ha anh chị, chùa một cột đây, có khắc chùa một cột. Đây. Cái này là chuẩn vỏ đạn nha các anh chị, chuẩn vỏ đạn luôn ha. Đây, còn ở đây là khắc là ghi chữ là trung đoàn gì đây. Trung đoàn BK216 ha. Đây, trung đoàn BK216 ha. Thường thường trung đoàn BK nói đã đến nói chữ BK hay là chữ BC là đồ này, cái này là của công an ha, lực lượng vũ trang, nhưng mà đồ này có bên công an ha, cảnh sát ha các anh chị. Đây, công an nhân dân Việt Nam chứ không phải đồ của quân đội ha các anh chị. Đây. Đó. Miệng ống lê ha anh chị. Chuẩn vỏ đạn luôn, chuẩn xưa ha, đồ này chuẩn xưa ha anh chị. Đây, em xin giao lưu cái ống đũa vỏ đạn này với giá là 800.000 bao ship các anh chị ha, 800k cho cái ống đũa này. Tiếp đến em có một cái bình bông vỏ đạn anh chị, bình bông vỏ đạn cũng 40 ly luôn. Bình bông này là xoắn ốc nè các chị, bình bông xoắn ốc, miệng là miệng ống loe đó. Đây. Bình bông này có chiều cao là 17 cm các anh chị ạ. Bình bông vỏ đạn này có chiều cao là 17 cm hả anh chị. Đây. Chuẩn xưa ha các anh chị.
Em xin giao lưu bình bông này với giá là 1 triệu bao ship các anh chị ha. 1 triệu bao ship cho cái bình bông vỏ đạn xoắn ốc ha các anh chị, miệng ống le cao là 18 cm ha. Ủa 17 cm. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái dĩa Nhật ha. Dĩa này là dĩa in nè các anh chị. Rất là đẹp luôn. In là hoa đây. Đồ này đồ chuẩn xưa ha anh chị. Đồ này 70-80 năm trên ha. Đây. Được con cái nó đẹp, cái là miệng dúng nè các anh chị. Dĩa miệng dúng rất là đẹp luôn ha. Đây, dĩa miệng dúng hết chứ. Tình trạng là lành đẹp 100% luôn các anh chị. Tình trạng là lành đẹp 100% luôn. Được cái là miệng dúng ha các anh chị. Em xin đo đường kính ha. Đây. Dĩa này có đường kính là 24 cm ha. Dĩa này có đường kính là 24 cm. Em xin giao lưu cái dĩa Nhật miệng dúng, dĩa ở trong đây là dĩa hoa ha các anh chị. In ha các anh chị, tại mình nói quen miệng là nói dĩa này dĩa kia chứ thật chất hàng Nhật là in ha các anh chị. Đây, dĩa này em xin giao lưu với giá là 850.000 bao ship bao anh chị chuẩn đồ xưa ha. À, tiếp đó món đồ cuối cùng em xin lên cho các anh chị là một cái cặp chân đèn ha, một cặp chân đèn lái thiêu ha. Đây. Xin giao lưu đến các anh chị là một cặp chân đèn lái thiêu ha các anh chị. Hình này là hình con chim. Đây. Cái này là trong nhà văn nha các anh chị, trong nhà văn ha. Cái chân đèn đèn cày để trên bàn thờ các anh chị. Đây. Cái này là do người ta kẹp tiền người ta bán cho em đây. Đó. Cái này là người ta đang xài luôn các anh chị, còn người ta đem lại người ta bán cho mình. Đó, tại vì cái cửa hàng em là cũng thu mua luôn ha anh chị, thu mua là của người dân địa phương đó. Đây. Đồ đồ lái thiêu ha. Bao các anh chị là những cái cặp chim này kiếm rất là khó luôn. Đây. Không được bao nhiêu nha. Có chiều cao tới đuôi là 11 cm ha anh chị, chiều cao tới đuôi là 11 cm, còn chiều dài là từ cái mỏ tới cái đuôi là 20 cm ha anh chị. Rất là đẹp luôn. Tình trạng là lành đẹp 100% luôn ha anh chị. Cái cặp chân đèn này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 2 triệu bao ship các anh chị ha, 2 triệu bao ship. Đây. Em xin cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi buổi live của em. Các anh chị cô bác có cần món gì hoặc thích món gì cứ liên hệ em qua số điện thoại Zalo 0826 252052. Em xin chào tạm biệt các anh chị và cô bác ạ.